Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa liệt quý vị, chúng ta còn nhớ có một bài kinh nào đó, Đức Thế Tôn ngồi với 500 vị tỳ kheo chứng thánh quả A La Hán. Đức Thế Tôn nói như thế này: Này các tỳ kheo, trong tám vạn đại kiếp trôi lăn sanh tử, không có bất cứ hạnh phúc và sự thống khổ nào mà ta và các ngươi chưa từng trải qua. Chúng ta phân tích từng câu. Tuệ giác của Đức Phật nhìn vô lượng kiếp, tuệ giác của các vị tỳ kheo chứng thánh A-la-hán, họ nhìn tám vạn đại kiếp, chứ không phải tầm nhìn mấy ngàn năm, phải nhìn tám vạn đại kiếp. Ta và các ngươi không có bất cứ hạnh phúc và nỗi niềm thống khổ nào chưa từng trải qua. Những lời như vậy chúng ta có hình dung được hết không ạ? Nỗi niềm thống khổ của chúng ta trải qua có một số thôi. Có người khổ kiểu này, có người khổ kiểu kia, có người có hạnh phúc kiểu này, có người hạnh phúc kiểu nọ. Và chúng ta cũng đã từng trải qua vô lượng thống khổ mà nhiều khi ở kiếp này chúng ta quên mất. Có khi chúng ta cũng đã từng hạnh phúc vô lượng ở các cõi trời, nhưng rồi á, chúng ta xài hết phước rơi xuống cõi này mà chúng ta cũng quên luôn. Chúng ta chỉ nhớ quanh quẩn quẩn ở trong đời sống sinh ra mấy chục năm trên mặt đất này thôi. Có đúng phải không thế vậy? Và Thế Tôn nói như thế này: nhưng sự mầu nhiệm, sự kỳ diệu của thánh giới thì đến nay ta và các ngươi mới có thể thấy biết một cách trọn vẹn. Câu đó là câu quan trọng vô cùng. Nếu như chúng ta không có hiểu hết câu đó, chúng ta không thể nào hiểu nổi giá trị thánh giới mà chúng ta đang học. Thế Tôn tuyên bố lời này cho 500 đệ tử chứng thánh A-la-hán, chứ không phải tuyên bố cho những cái người phàm phu còn trôi lăn. Và giá trị chân lý, sự khẳng định của Ngài, chúng ta phải cố hình dung. Cho nên hôm nay chúng ta học Du Già Bồ Tát, một trong những giáo nghĩa thậm thâm miêu tả về thánh giới của Như Lai, chúng ta thấy nó cần như thế nào, nó quý như thế nào, và nó khó gặp như thế nào. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể là mạnh dạn bỏ hết tất cả những câu chuyện phàm phu của mình xuống để chúng ta đi học. Thánh giới này đưa chúng ta đến vô thượng Bồ Đề. Lịch đại tổ sư của chúng ta như các vị vô trước Thế Thân Mã Minh Long Thọ. Trung Quốc có Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Những vị đại sư siêu việt như vậy đều xem Du Già Bồ Tát giới là kim chỉ nam trong tu tập và đội trên đầu. Suốt đời các ngài đều y cứ vào tinh thần của Du Già Bồ Tát giới mà hành đạo. Cho một ví dụ,
Thưa quý vị, những tuyên bố này các vị cứ tha hồ mà tra cứu trong kinh điển. Thầy không có nối một cái tuyên bố mà của thầy, hiểu không? Tại vì trong quá trình tích lũy kinh tạng và thánh điển trong cuộc đời của Thế Tôn trải qua bao nhiêu, rồi cuộc đời của các vị thánh hiền, thì hôm nay các vị nghe thầy nói chuyện là nghe sự miêu tả. Và người ta nói rằng nói chuyện với một người thấu hiểu một vấn đề bằng đọc sách 3 năm là vậy. Tại vì để có cái kiến thức tổng hợp này không có dễ dàng. Bản thân của thầy trải qua hơn 30 năm. Không những thế, không phải đi học không mà còn trải qua cái quá trình là gọi là trầy da tróc gáy mới có thể là nhận biết được đến mức là xương túy và diễn đạt cho các vị nghe. Nó không phải là lời lẽ mang tính chương cứu, mang tính là ngôn từ tuyên bố sáo rỗng. Thành ra các vị cố gắng nghe rồi suy nghĩ xem mình dùng được cái gì hay không. Vậy thì ở đây chúng ta thấy thánh giới của Như Lai được các ngài tuyên bố như thế nào? Chẳng hạn như thế này. Ngài Huyền Trang Pháp Sư tôn thờ Du Già Bồ Tát giới này. Và lúc bây giờ vua nhà Đường cũng như đại thần đều nói rằng vua là thiên tử, mỗi người đều là con dân của vua. Đúng vậy không ạ? Có ai dám trái với quan điểm đó đâu. Cho nên gặp vua là gì? Là ba lạy chín bái. Rõ ràng như vậy. Nhưng mà ngài Huyền Trang đi vào ở trong cung thì không lạy vua. Ngài dựa vào tinh thần của Du Già Bồ Tát giới, ngài nói rằng Sa môn bất bái quân vương. Một vị Sa môn thọ Du Già Bồ Tát giới, ở trên đầu chỉ còn là Đức Phật mà thôi. Tất nhiên lời tuyên bố đó không có dễ chịu chút nào. Nhà vua nghe không dễ chịu chút nào. Các vị đại thần không có dễ chịu chút nào. Nhưng mà họ vẫn khuất phục trước tinh thần của ngài. Để rồi họ chấp nhận trở thành một giá trị trong lịch sử. Và lời của ngài được gì? Được trân trọng. Ở trong chốn chính trường ngăn cản những ý nghĩ, những tư tưởng xấu ác có thể biến thành hành động dẫn tới hại cho hữu tình. Đây gọi là Bồ Tát thấy chúng sanh kêu ca mà xông vào chốn chính trường gian nguy để cứu khổ. Tinh thần đó là tinh thần nhập thế triệt để của Bồ Tát. Chúng ta làm sao thấy được? Chúng ta cứ nghĩ rằng đem một cái món nào đó cho một người đó, đó là hành động của Bồ Tát cứu khổ. Nghĩ như vậy là cái nghĩ rất thiển cận. Cứ thử xem một chính sách ở từ một cái cơ quan quyền lực được đưa ra mà tính chất của nó gây hại. Nếu như chính sách đã được ban hành thì không có bất cứ một một ai có thể chống lại sẽ bị sát thân liền. Như vậy Bồ Tát hiện thân ở trong cái môi trường như vậy có đem đến vô số lợi lạc hay không? Cho nên Việt Nam chúng ta thấy các vị quốc sư như là quốc sư Phước Phước Huệ là gần của chúng ta, sư ông chúng ta. Còn quốc sư xưa chẳng hạn như là quốc sư chẳng hạn như là ngài Vạn Hạnh Thiền Sư là một quốc sư. Những vị như vậy họ đâu bao giờ muốn là ở trong cái cung cấm, ở trong cái triều đình chứng kiến suốt ngày mưu sâu kế hiểm, chỉ quanh quẩn cho cái sở thích là tài sắc danh thực thủy, phải không ạ? Cho nên chúng ta thấy các ngài tuyệt vời. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta tự mình so sánh, chúng ta thấy mình đánh mất đi rất nhiều gia tài. Hoặc giả như ngài ngài Huyền Trang, xin lỗi, ngài 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 Nhĩ Tố Hợ Khá sẵn sàng chặt cánh tay xuống để cầu đạo là cầu thánh giới của Như Lai. Bởi vì ngài biết rằng hôm nay gặp tổ chỉ còn con đường duy nhất là phải giải thoát. Nếu như ngoài tổ ra thì không còn con đường nào khác nữa,
Vậy thì có đi cho tận cùng trên thế gian này cũng là để đi mà thôi, và sẽ không có ngày dừng lại. Chỉ có tổ sư ở đây mới có chỗ dừng lại. Hay nói cách khác, thoát khỏi hành trình luân hồi chỉ còn con đường duy nhất, đó là thế nhập giáo nghĩa của Như Lai, thế nhập thánh giới Như Lai, thế nhập giáo pháp. Ngoài ra sẽ không còn một con đường nào khác. Chúng ta có thừa nhận như vậy không? Khi chúng ta ý thức như vậy, cho nên chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà Đức Nhị Tổ Hở Khá sẵn sàng chặt cánh tay xuống đỡ trước mặt tổ để cầu đạo. Một cánh tay có mất đi, hai cánh tay có mất đi, nhưng vẫn có thể còn gì đó dẫn tới giác ngộ, còn hơn thân mạng còn nguyên này mà trầm luân trong sanh tử. À, chúng ta thấy tinh thần như vậy, nghĩ như vậy, chúng ta mới thấy giá trị của nó như thế nào. Và chúng ta học giáo pháp của Như Lai, tâm mình cần cầu thanh tịnh để chúng ta liễu ngộ sanh tử. Còn nếu như không thì chúng ta học mang tính là giải trí, mang tính hiểu biết, mang tính ba hoe một số ngôn ngữ, rồi á, rồi thanh thản một chút cái ảo giác cảm thọ, nhưng gốc rễ khổ đau không bao giờ chấm dứt, thì chúng ta vẫn tiếp tục luân hồi trong trong đau khổ. Đó là điều mà chúng ta thấy đáng sợ nhất. Không sợ điều này thì chúng ta còn còn lâu nữa mới ra khỏi luân hồi. Vậy thì bây giờ chúng ta có thấy mình bỏ thời gian tinh tấn học đạo một cách nghiêm túc nó có cần thiết hay không? Khi nhận ra như vậy mình mới thấy nó cần thiết. Còn nếu như không nhận ra như vậy, mình sẽ ưu tiên khoảng thời gian tồn tại của mình trong việc khác, và mọi việc đều có lý do chính đáng của nó. Nhưng cho dù có muôn ngàn lý do chính đáng, nhưng không bao giờ cái lý do đó có thể giúp chúng ta ra khỏi luân hồi sanh tử. Nhờ thì cuối cùng chúng ta cũng gì? Mèo lại hoàn mèo. Cùng trở về con số 0. Khi nhận thức phát tâm như vậy thì bắt đầu chúng ta mới học được cái giới này. Giới thứ hai nêu ra ở trong đây, đây là giới, là giới trọng của một vị Bồ Tát. Trọng tức là gì? Là nặng nề, là đáng trách, là không thể chấp nhận. Đó là sang lẫn tài pháp. Nội dung được minh thuyết như sau: các Bồ Tát sẵn có tư tài, nhưng do bởi bản tính tham tiếc của, khi có người nghèo khổ không người che chở, không người nương tựa, đến trước mặt cầu xin tài vật, do không tỏ lòng thương xót mà không thí xả tài vật, hoặc có người đến trước mặt cầu xin pháp, nhưng do bản tính tiếc lẫn pháp, tuy hiện có pháp mà không cung cấp cho, đây là pháp tha thánh xứ thứ hai. Cảm nhận được hết không? Liễu ngộ được hết chữ nghĩa? Phân tích để thấy rõ hơn: Bồ Tát sẵn có tư tài. Nói chữ Bồ Tát là chỉ cho những ai thọ giới Bồ Tát và nguyện làm Bồ Tát. Còn người ta không thọ giới này, người ta không nguyện làm điều này, thì người ta làm theo điều khác là chuyện của họ. Phải không ạ? Và khi thọ giới Bồ Tát, chúng ta mới gọi mình là một Bồ Tát. Bồ Tát đúng nghĩa chứ không phải là Bồ Tát ăn trên ngồi trước. Đi chùa tôi thọ Bồ Tát, tôi ngồi ở trên, mấy người kia ngồi ở dưới. Bồ Tát là phải đắp Ikasa quấn 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 giống như quý thầy chi vậy? Bồ Tát, các vị thấy có Bồ Tát nào mà cạo tóc không? Đại đa số hệ thống thờ phượng của Phật giáo Việt Nam mang tính tín ngưỡng biểu trưng, và không có một Bồ Tát nào cạo tóc. Bồ Tát nào cũng đỡ tóc. Mái tóc là biểu tượng của sinh hoạt thế gian thường tình. Cho nên Bồ Tát đỡ tóc đi vào trong cuộc đời, ý nói rằng chính bản thân của các vị là những vị Bồ Tát thắp sáng cuộc đời. Bồ Tát xâm nhập trong hang cùng ngõ hiểm của cuộc đời để cứu độ người khác. Làm sao thầy Huyền Châu này có thể là đến giữa hàng thịt hàng cá
để mà dạy cho người ta làm Phật. Nhưng mà các vị có thể làm được, đúng vậy không? À, nói vậy đó. Ngày xưa thầy cũng làm Bồ Tát một lần mà làm không nên. Tức là có một ông thầy đeo 10 ngày không có gì ăn trong chùa, không có gì ăn, sức khỏe suy kiệt và thầy sợ ông này chết. Trong chùa có hai huynh đệ, thầy làm liều, nói nhỏ nhỏ nghe được mấy ai, thì mặc áo mưa vô, đi ra ngồi chợ coi cái món nào mà dở ăn, mua đại một món gì bầm, nấu cho ông thầy miếng cháo cũng được, chưa biết mua món gì. Đi ra có bà già, bà nói bố thầy đâu đây, thất bại vô cùng. Thầy mới không hiểu tại sao mà bà biết ông thầy, trong khi mình mặc áo mưa là phủ còn cái mặt thôi à, mang cái gương nữa, cái tay là áo mưa tới đây, cái chân áo xuống đó, áo mưa phủ chân mà sao mà mình đi mà bà biết rồi ông thầy ta. À, trong khi là thầy mới tới cái chùa đó có mấy ngày thôi chứ không phải là người địa phương nữa. Cho nên hình ảnh của ông thầy ăn sâu vào trong tâm của người Phật tử Việt Nam. Họ nhìn cái dáng dấp ông thầy, mặc dù ăn mà cái gì nữa họ cũng nhận ra. Còn một vị mà chưa phải ông thầy mặc áo cà sa, họ cũng không thấy đó giống ông thầy, đúng vậy không ạ? À? Các vị cũng vậy, đi chùa thấy ông thầy nào có oai nghi phép tắc tu hành, mình thấy cái dáng đi, cái cung cách, cái cư xử, mình thấy là ông thầy không thể lẫn lộn được. Còn cái người nào đó mà họ mới tu, họ chưa quen, mặc dù họ đang mặc cà sa họ đi, nhưng mà mình thấy chưa chưa thấm tương chào. Các phải không ạ? À? Mình nhận ra liền hả? Cho nên những điều như vậy làm sao chúng ta giải thích được? Nhưng trong trường hợp đó, bây giờ thầy mang tướng thinh văn không thể nào làm Bồ Tát như các vị được. Chỉ có các vị là Bồ Tát nhập thế tới hang cùng ngõ hiểm ở trong cuộc đời, hóa thân thành những người bạn, hóa thân thành những người học trò, hóa thân thành những vị trưởng giả, những vị tớ quan, những vị cư sĩ, bà la môn, hóa thân tất cả. Và chúng ta thấy hình ảnh Bồ Tát nhập thế siêu việt nhất đó chính là Di Ma Cật. Những nét của Di Ma Cật ở trong con người chúng ta, 1.000 nét của ông chúng ta cũng có một trong đó. Và chúng ta cũng có một tư cách Di Ma Cật. Cho nên gom thành tư tưởng Di Ma Cật sở thuyết là đỉnh cao của Bồ Tát nhập thế. Giải thích ở đây, chúng ta nói Bồ Tát hiện có tư tài. Tư tài là gì? Tư là tư hữu. Tư hữu ha. Tài là gì à? Tài sản. Tài sản là hai loại. Một loại là gì? Nội tài và một loại ngoại tài. Ngoại tài là phương tiện sinh tồn, còn nội tài ấy là thân mạng và trí tuệ. Bởi vậy cho nên là một Bồ Tát ai cũng giàu hết, không có Bồ Tát nào nghèo. Ai nói rằng đạo Phật chủ trương là nghèo là vô gì là vô sở hữu, là bi quan yếm thế là sai lầm. Bồ Tát thành tựu lục ba la mật, bố thí ba la mật. Mình không có tài sản vô tận lấy gì bố thí ba la mật, mình không có trí tuệ vô tận lấy gì mà dạy dỗ cho cuộc đời, mình không có nghị lực vô tận làm sao ban vui cứu khổ. Cho nên Bồ Tát giàu cả trí tuệ, giàu cả tài vật, giàu cả tinh thần, mà giàu tới ba la mật. Ai nói rằng đạo Phật bi quan như thế là sai hoàn toàn, rõ ràng họ không hiểu gì về đạo Phật. Như vậy thì ở đây Bồ Tát sẵn có tư tài. Chữ tư tài này chúng ta phải hiểu là tài sản nghe không? Tài sản mà tài sản hai loại, một nội tài và ngoại tài. Nhưng mà do bởi bản tính tham tiếc của Bồ Tát mà tham tiếc. Bồ Tát à, hỏng rồi, Bồ Tát mà tham mà hỏng rồi. Khi có người nghèo khổ không người che chở, không có người nương tựa, đây là những yếu tố kèm theo. Một người nghèo khổ không có cơm ăn, không có áo mặc, họ không có người che chở, không có quốc gia bảo hộ. Ở đây người homeless họ có quốc gia bảo hộ. Chẳng qua họ không muốn sống một đời sống ràng buộc, tâm của họ quen đời sống buông lung, thành ra họ thích đi thích đứng, họ thích làm gì theo ý của họ. Họ chỉ cần ngừng lại là họ phiền não. Bởi vậy cho nên
họ buông lung quen rồi, thành ra cái cánh kéo đi và họ trở thành người homeless. Chứ còn quốc gia này có một số phương tiện, có một chương trình sẵn sàng nuôi dưỡng họ, nhưng họ không có muốn nhận cái chương trình đó. Đó là do họ, chứ không thể nói rằng á là mình hành Bồ Tát homeless xin mình phải cho, là sai. Có người vô đây nói thưa thầy homeless nó xin vô nó rét rươm một chút, thầy nói không cho. Mấy người nói họ ngạc nhiên, họ trơ nhìn ông thầy Vương Châu lạ quá, người ta đi xin rét rươm mà không cho. Đó, chúng ta thấy không à? Rồi bắt đầu cái cô mà cô phiền não thầy nhiều nhất á, cô đi nói thầy không ra gì hết. Cô nói tôi không ngờ là ông thầy Vườn Châu là xấu xa đến mức như vậy, nói xấu nói sau lưng thầy. Thầy nghe được, bắt đầu thầy canh chừng cho cô này bài học. Hôm đó có một cô homeless vô đại sinh, cái thầy hỏi theo cô có nên cho không, cho với thầy. Thầy nói ok vô cho nó đi ra trường. Xong rồi đi một nửa tiếng hồ sau họ mới đi ra. Đi ra rồi thầy nhờ cô vô, cô dọn ở đây trơm cho một chút. Chạy vô ra, ôi, thầy nói, ủa tại sao vậy hả? Tại sao lạ? Các vị biết á, vô chích thuốc. Không những chích thuốc rồi, mà họ mơ mẩn, họ ì ra trên sàn, họ bôi tùm lum trong đó hết rồi, cái họ họ ở nó giải giải rồi mỉm cười đi, đúng là mình Bồ Tát. Bắt đầu á là thầy mới có tôi nói sáng mắt chưa, Bồ Tát mà sao dốt thế, cho nên không biết gì hết vậy mà cũng đi nói xấu thầy một thời gian mấy tháng, rồi không biết rằng cái lời nói đó nó vang tới đâu, vang tới đâu, vang tới đâu, vang sang một người quang ra một người, ra một người, rồi đi thật xa, làm sao thầy đi theo mà dọn dẹp. Có thấy cái hậu quả nó tai hại thấy chưa? Cho nên mình hành Bồ Tát mình phải có trí tuệ chứ. Nó đi một lần, lần thứ hai, lần thứ ba, không những thế nó còn rủ cái đám nữa, mình làm sao? À, cho nên nó có chương trình của nó, mình không cho. Mình vẫn là Bồ Tát. Đúng không ạ? Chứ không phải nói là mình không cho là mình không thành Bồ Tát đâu. Mình nói vậy là mình hiểu sai về cái hành trì giới này. Nói ta xin phải cho chứ. Rồi, cái là người nghèo khổ không người che chở, không nơi nương tựa. Đó chứ hả? Không nơi nương tựa này. Đến trong trường hợp đặc biệt như vậy, đến trước mặt cầu xin tài vật. Cái cầu xin tài vật này nó cũng phải có cơ sở, tức là cầu xin cái gì mới được chứ. Chẳng hạn như nó là nó nghèo khổ nó tới, nó nói thưa cô cho tôi một chỉ vàng, mình cho không? Đó, một chỉ vàng làm gì? Nó là tôi muốn đeo cho vui. Nhưng là mình Bồ Tát mà mình không cho phạm giới thì sao à? Cho nên mình hiểu sai lầm về giới, tự mình hiểu một cách mấy mắc về giới. Cho nên phải hiểu rõ là cầu xin tài vật, mà tài vật đây là tài vật như pháp, nhưng căn bản như pháp nó chỉ có bốn điều thôi, là gì hả? Là thức ăn, quần áo mặc, thuốc thang và một cái gì đó để cho nó nghỉ ngơi, chẳng hạn như là giường chiếu hay là cái túi ngủ chẳng hạn như vậy ha. À, rồi rồi nhưng mà lúc đó mình vì tham không tỏ lòng thương xót, mà do không tỏ lòng thương xót mà không có xả thí tài vật, không có tỏ lòng thương xót cho nên không xả thí tài vật. Tại sao không xả thí hả? Phải để ý chứ, là tại vì tham, chú trọng ở chỗ chữ tham đó. Tại vì Bồ Tát là phải trừ bỏ tâm tham để thành Phật, mà mình bị tâm tham chi phối, tâm tham dẫn dắt, tâm tham sai sử, như vậy tâm tham đã thắng mình không thể thắng nó, cho nên là tha thánh xứ, hiểu chưa? Như vậy là mình đã thua rồi, mình đã thua chính lòng tham của mình rồi. Như vậy mình đã thua, chứ không nói rằng ở đây phải nói rằng á,
mình vẫn còn là Bồ Tát nha, nhưng mà Bồ Tát bị thua cuộc, chứ không phải nói là mình không cho, mình không phải là Bồ Tát là sai. Có người cũng thử thầy, nói thưa thầy cho con món đó, thầy nói không cho. Ủa tại sao thầy còn tham? Như vậy thầy thầy không phải Bồ Tát. Nó vâng không đúng, bởi vì thầy còn phát tâm Bồ Đề, chỉ khi nào mất tâm Bồ Đề mới không còn là Bồ Tát. Hoặc là một người đứng trước đại chúng, hoặc đứng trước một người tuyên bố là xả giới Bồ Tát, thì lúc đó họ mới không còn là Bồ Tát. Còn họ còn tâm Bồ Đề thì họ vẫn là Bồ Tát, nhưng Bồ Tát chưa bỏ được lòng tham. Hiểu chưa hả? Lý tưởng Bồ Tát của họ vẫn còn, nhưng mà lòng tham của họ nó vẫn mạnh quá, nó vẫn quấn chặt tâm của họ, họ chưa có thể trừ bỏ nó được. Đó cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nhưng hôm nay bỏ không được thì ngày mai họ sẽ bỏ. Và họ hối thầy như vậy, thầy nói đương nhiên bây giờ chưa chưa bỏ được thì giờ sao? Cho nên khi chúng ta học pháp, chúng ta phải hiểu viên mãn giáo pháp, chứ không có nên hiểu một cách nửa vời nửa chừng. Người ta hỏi một câu không biết nói. Các người nói thưa thầy, con còn ăn mặn làm sao con thọ giới Bồ Tát? Thầy nói thầy cũng ăn mặn quá chừng, chỉ dầu nước tương, thậm chí còn bỏ muối vô mặn muốn chết. Nói sao không phải, không phải con phải mặn vậy mà ăn thịt cá đó. Thầy nói ồ vậy là gọi là ăn mặn, ăn mặn là đúng nhất, ăn mặn sống có hữu tình đó. Nhưng mà thầy không thấy chỗ nào trong luật tạng quy định rằng là người mà chưa từ bỏ được điều này không được làm Bồ Tát, không được thọ Bồ Tát. Cho nên chúng ta không học không hiểu, người ta nói một câu tự nhiên mình sợ, mình lo lắng và mình thấy hình như mình sai. Nhiều người nói chứ không phải một đâu quý vị, và tu sĩ cũng nói. Ngày xưa thầy xuyến dương cho các Phật tử ở nhà tụng tụng chú Lăng Nghiêm. Thế là có một hòa thượng nói ủa ai bày chỉ tụng chú Lăng Nghiêm? Nói ra thầy Nguyên Châu, trời ơi, ông thầy này ông mới còn trẻ ông không biết tụng chú Lăng Nghiêm á là phải ăn chay cũng là 5 6 năm, chị chưa có ăn chay được mà chị tụng mà tới nó phá làm sao chị chịu nổi. Ủa thầy thì đúng vậy là thầy à, là cái cô Phật tử này về trách thầy, nói thầy còn trẻ không biết thầy nói như vậy, hòa thượng cái nói như vậy á, mấy con nghe là thầy là con tự hại mình rồi. Thầy làm sao, thầy còn nhỏ mà, còn hòa thượng phải lớn hơn chứ, hòa thượng nó bao giờ cũng đúng chứ, đúng không? À vậy là có hiểu rồi đấy. Nhưng không phải nói là ai cũng nói đúng, tại vì phải dựa vào thánh giáo, chứ không thể nào dựa vào lời của con người được. Con người thì tùy theo cái mức độ tỉnh và nhiễm, và nó đúng như thế nào ở trong cái chừng mực của không gian thời gian mới suy xét trong thánh giáo. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta bị cái lòng tham nó chiến thắng, cho nên chúng ta phải xác định là mình vi phạm giới này là bởi vì mình thua lòng tham của chính mình. Một ý nữa, hoặc có người đến trước mặt cầu xin pháp, cầu xin pháp chẳng hạn như thế này à, thưa chị á, là tôi muốn quán thân bất tịnh, tôi bớt cái đam mê sắc đẹp của thân tôi. Vậy thì thưa chị á, tôi thấy cái sắc đẹp, đam mê sắc đẹp nó làm tôi khổ quá, tôi làm có bao nhiêu tiền tôi đi mỹ phẩm hết trơn rồi, tôi làm có nhiều tiền là tôi đi sửa sắc đẹp hết trơn, tôi không biết làm từ thiện, tôi không có bố thí được. Cái tâm đó nó làm tôi khổ quá, tôi không muốn nó chi phối nữa, bây giờ tôi làm sao? Mình á thì mình có được cái pháp quán thân bất tịnh, mình có cái con đường có giáo nghĩa. Ngày xưa người ta nói ngày xưa tôi thấy chị cũng như vậy mà sao bây giờ chị giải thoát nó khỏe quá vậy, cách nào chứ thôi hả? Nhưng mà lúc đó là sao hả, mình chí cho nó rồi nó dối hơn mình sao được, chị đỡ cho lòng tham nó sai sử nó, đỡ cho nó bị đầy đọa trong đó, đỡ cho nó không có thể tạo ra chút phước nào, đỡ cho nó tiếp tục ở trong trôi lên không bao giờ nó bằng mình nghĩ như vậy á, mình có phải Bồ Tát không? Cho nên á mình phải gì, mình phải bố thí chứ phải không hả?
Có cách nào để làm giàu? Mở ra một cái tiệm ăn, cô đó nấu một cái món ăn thật ngon. Mình tới, mình biết cái cô đó thờ Bồ Tát giới. Mình nói cô có biết cách nào nấu ăn ngon không? Cô chỉ cho tôi với. Cô thọ với Bồ Tát. Mà cô không có chỉ là cô phạm đó nha. Nói chi, người ta chỉ cho mình về mình giao, mình nấu, mình cạnh tranh. Mở quán sát bên, mình cạnh tranh. Như vậy, người thọ Bồ Tát có chỉ không? Người ta nói rằng là gì? Người ta nói rằng là chỉ ăn chứ không có chỉ làm. Có đúng vậy không hả? Hả? Mình giải là mình không phải Bồ Tát rồi. Tại vì mình có pháp mà, có pháp nấu ăn mà. Mà tại sao người ta hỏi mình không chỉ? Suy nghĩ xem. Trường hợp này mình có lưỡng lự không? Có một lần thầy chứng kiến một vị thầy cực kỳ dối gian cao thượng, một người học trò ngỗ nghịch bất kính vô phép, gây tổn hại cho vị thầy khá nhiều. Nhưng sau một thời gian bỏ đi rồi trở về, rồi cũng giả bộ sám hối cũng này nọ, rồi vị thầy cũng ngồi tiếp tục dạy. Bao nhiêu cái tài liệu thật là quý giá, tìm kiếm khó nhọc cũng đem cho hết. Và biết cái vị kia, thầy biết vị kia là lợi dụng để lấy cái đó thôi, rồi đi làm chuyện khác thôi. Như vậy thì, nhưng mà vị hòa thượng này vẫn cho. Sau đó thầy mới nói con không hiểu nổi ngài là trường hợp như vậy tại sao cho làm chi. Người như vậy thật sự là họ đâu phải là họ sám hối. Thì ngài mới nói rằng á, nếu như mình không cho, mình mắc tội là yểm pháp. Pháp giác ngộ của Như Lai phải được chia sẻ trong tất cả mọi tình huống. Không có được che giấu pháp giác ngộ. Mình biết tới đâu, bất cứ ai hỏi là mình trình bày tận cùng cho họ. Khi nào họ không muốn nghe nữa thì thôi. Mặc dù người đó trước đó một giây một phút họ đang làm hại mình, họ xúc phạm mình. Nhưng mà một phút sau, một giây sau họ học giáo pháp thanh tịnh của Như Lai, mình biết được mình phải tận tình giảng nói. Nếu không thì trong tâm mình sao? Tham cái pháp, sợ nó dối hơn mình, hay mình ghét nó mà không chỉ. Đó. Ngày xưa thầy cũng bị, có một vị nghe, có một vị thầy cũng bị á. Hồi nhỏ thì thầy có cái năng khiếu là chơi cây kiếng. Cây kiếng thì đi thi cũng đạt giải, cũng ở trong đầu cũng khéo nghĩ ra nhiều cái cách khác nhau, nhiều cái hình đồ khác nhau, và hiểu được cái cấu trúc của từng cây, nhìn cái cây biết đời sống nó như thế nào, biết cái cây đó nó thích ăn cái gì, nó thích uống cái gì, thì ở trong tự nhiên, trong tâm tự nó biết như vậy. Thành ra nhìn cây rễ, cái cây đó biết cây rễ đó nó mập như thế nào. Đó. Tự nhiên cái kiến thức này không ai dạy mà nó có sẵn. Do vậy cho nên bây giờ bắt đầu mới hướng dẫn mới làm. Thì có một vị thầy á, rất là thích là trong chùa được nhiều cây cây cối bonsai nhiều kiểu khác nhau. Thì lúc bây giờ vị thầy này biết rằng là thầy rất là muốn hiểu một cái khoa gọi là du già diễm khấu. Thầy không có muốn là diễn sướng tán tụng nó hết hơi, nhưng mà thầy rất là muốn hiểu là lý của nó là gì, nghĩa của nó là gì, và tại sao nó như vậy, do ai sáng tác, hành trì tác dụng nó dẫn tới đâu. Cái con đường học của mình thì vị này rất giỏi trong truyền về cái môn này, cho nên thầy đến cầu học. Các vị biết á, là thầy học một bữa là ngày dạy thầy có chút xíu rồi, dạy có chút xíu. Mình tới chùa mình làm tót bật hết, quét chùa leo chùi từ chánh điện xuống tới nhà bếp, nhà tổ son nồi, rồi xách nước đổ vô đầy đủ hết. Đó. Rồi coi như là hết hơi là ngày dạy có 15 20 phút. Khi ngài thấy ngài thầy mệt mệt, ngài nói thôi mệt quá tao nghỉ buổi sau dạy. Rồi là thầy là phải sửa cây kiếng, trồng cây, làm đủ tất bật. Và nhiều khi học tới gần 3 năm mà không tới đâu hết. Cho nên mình mới hiểu rõ ràng vị này là yếm pháp. Mà hậu quả của yếm pháp như tôn giả bàn đạch.
có hai chữ không nhớ, đó là do cái nghiệp yếm pháp. À, để ra người ta tiếp cận giáo pháp mà mình che giấu, mình đỡ người, mình biến người ta thành những người phục dịch cho mình, đỡ họ phục vụ những cái này kia, nó làm tham á, tham công tiếc việc đó, yếm pháp. Ví dụ như giờ ông thầy mà không có xúi học trò mình đi học pháp mà bắt ở nhà đi làm yếm pháp, tại vì tham công tiếc việc. Mà nó đi học là không có muốn, hay là nói sao để cho nó thối tâm đi, đừng nó đừng đừng đi học, là yếm pháp, là che giấu cái phương tiện người này tiếp cận với chánh pháp của Như Lai, đó là yếm pháp, hiểu chưa? Mà cái nhân yếm pháp như vậy thì nó có cái quả là nhiều khi á, mình sinh ra đời đời kiếp kiếp mình không gặp chánh pháp, cho nên mình cứ hành tà pháp mà dẫn tới khổ đau. Có thấy nhân quả không à? Chiêm nghiệm thật sâu xa mới nhận ra được. Còn ví dụ như người ta đang ở trong chánh pháp, người ta đang học chánh pháp mà mình diễn đạt làm sao để cho người ta nghi hoặc đi, người ta sai đi, cho người ta từ bỏ đi, người ta không muốn tiếp cận nữa, mà rõ ràng họ đang hành chánh pháp cho họ thối tâm xuống, đó cũng là gì, là lẫn pháp che giấu, làm cho nó mất đi, làm cho người đó không có tiếp cận được, cho nên sáng trong pháp, hiểu không ạ? Tất cả nhân quả, cho dầu đứng dưới một cái mỹ từ nào đi nữa thì vẫn là mỹ từ mà thôi. Nhưng mà tố chất nhân quả nó được hình thành bằng lời nói và hành động thì nó sẽ đỡ lại tác dụng của lời nói và hành động. Tác dụng đó không có ai tránh khỏi được. Tại vì tác dụng nó sẽ đỡ lại tác dụng. Và người nào gây ra tác dụng, chính bản thân người đó sẽ nhận lấy cái quả báo tương xứng với những gì mình gây ra. Thấy rõ chưa? À, đây gọi là lẫn pháp. Như vậy thì ở trong trường hợp này chúng ta thấy là có tư tài vợ tài sản vợ gì vợ vợ giáo pháp, nhưng do bản tính tiết lẫn pháp, tuy hiện có pháp mà không cung cấp cho, đây gọi là tha thánh xứ thứ hai. Thứ hai này là thua cái gì, thua cái gì, lòng tham. À, cái thứ nhất là cái thứ nhất là gì hả, là gì, là tiếng khen danh danh lợi phải không? À, nếu Bồ Tát vì mục đích tham cầu lợi dưỡng cung kính, à, nó vẫn là tham đó, vẫn tham, nhưng mà biểu hiện là lợi dưỡng và cung kính. Rồi thứ hai là cũng là tham, nhưng mà tham tài sản của mình đã có, được chưa hả, đang có. Rồi trường hợp thứ ba, giới thứ ba mô tả như thế này: các Bồ Tát nếu đỡ gia tăng phẳng triền với hình thái như vậy, do nhân duyên này không chỉ phát ra lời nói thô bạo rồi thôi, nhưng vì bị khống chế bởi phẫn nộ nên dùng đến tay chân đất đá dao gậy đánh đập gây thương tích gây tổn hại cho hữu tình, trong lòng ôm ấp ý hướng phẫn hận mãnh liệt, người kia có xúc phạm, xin lỗi, người kia vì xúc phạm nên đến tạ lỗi mà không chấp nhận, không khoan dung, không buông bỏ oán kết. Đây là pháp tha thánh xứ thứ ba. Pháp tha thánh xứ này miêu tả về vị Bồ Tát đã bị sự tức giận đánh bại, đã bị gì, bị sự phẫn hận đánh bại, bị thua cái gì, thua sức mạnh của gì, của sự tức giận, gọi là tha thánh xứ thứ ba. Tha tức là kia, thắng là đây phải không ạ, thắng là chiến thắng, và xứ tức là chỗ chúng ta đây, hiểu chưa hả? Cho nên cứ cứ hiểu như vậy là mình tu cho mình giữ cho mình, khi mình thấy cái lòng sân khởi lên nó chi phối lung tung, mình biết mình lúc đó đã thua lòng sân của mình. Nhìn như vậy để nhận ra. Còn mình dựa trên lòng sân mà mình nối thao thao thao, mình nối cho lóng nước đi nữa thì vẫn là thua thôi. Đúng vậy không? Chúng ta nối một cách khác. Một khi tôi thắng anh, ngay lúc ấy tôi thua chính bản thân mình. Rõ ràng mình dùng cái lòng sân để trấn áp người khác, nổ nạt người khác, khiến cho người khác khuất phục, thì lúc đó mình thua với chính bản thân của mình. Sân thật sự, còn đạo nộ thì khác nha. Đạo nộ đây là một cái phương pháp điều ngự,
Mới đường ngữ tức là tùy cái căn cơ. Cái căn cơ nó như vậy là phải nối như vậy. Còn cái căn cơ khác là phải nối khác. Có những căn cơ phải nối cái lời thật mạnh thì lúc bây giờ nó mới có sự chuyển hóa. Còn cái căn cơ mà nó yếu yếu mình nối, căn cơ yếu yếu mình nối nó sợ. Hồi xưa có một cái ông chú xuất gia buồn cười, nghịch ngợm ngỗ nghịch lì lộn bậm bạ mà không có chịu học giáo pháp. Thầy mới nói con sống tới ngày mai thôi. Chú nó nói sao sư phụ biết con sống tới ngày mai mà con sẽ chết. Thầy nói sao sao không biết được. Thì chú nói tại sao thầy biết. Thầy quấn con chết chứ sao. Ông đứa ông trần trở mắt này. Ông nói sao sư phụ quấn con chết. Thầy nói con thứ vô dụng, quấn cho chết. Và cái thân con chỉ có hữu dụng một chỗ thôi. Có chỗ gì? Thầy chỉ lấy cái thân con thầy kẹp trên cái cây, đỡ trên lửa thầy quay giống như quay con nai. Xong rồi thầy băm nhỏ ra giục cái ngồi sông cái cho vịt nó ăn. Cái em ngồi lè lưỡi, đương lè lưỡi. Thầy nói sư phụ nói, sư phụ làm thiệt á. Thầy nói chưa bao giờ thầy nói mà không làm. Con sống tới mai thôi. Con đi xuống đi. Là trong đêm đó là anh ngủ không được. Nửa đêm lên gõ cửa cốc 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 như thờ thiên cầu đạo. Hỏi chuyện gì? Thầy nói thưa sư phụ con sám hối. Nói tại sao sám hối? Nó còn biết lỗi con rồi. Nó nói à vậy thì được, vậy thì con có thể sống thêm nữa. Chúng ta nói mà tức là mình đe dọa, mình làm sao mà có hiệu quả nha. Như vậy thì tùy theo cái phương tiện, những cái ngôn ngữ như vậy ấy, nó rất là thô, rất nặng. Và giống như là mình dữ dằn như vậy có khi người ta sợ. Nhưng mà thực ra tùy theo trường hợp mà mình có cách giáo hóa. Còn còn có những trường hợp căng tánh nhanh nhạy á, không muốn khiển trách. Thầy cũng có một vài học trò như vậy, không muốn khiển trách. Mỗi khi nghe thầy nhăn nhó một chú khác là vị này không thích rồi, không muốn nghe. Và có cái tánh là rất là khó chịu của chú kia, tại sao đỡ cho sư phụ cứ nhọc lòng. Có những vị căng tánh nhanh nhẹn như vậy thì giống như là một con ngựa mà người ta chỉ cần cầm cái roi lên là nó chạy, không cần phải đợi đánh. Thì những căn tánh như vậy Thế Tôn cũng dạy cách ứng xử như thế nào. Thì ở đây cũng như vậy thưa quý vị, nếu như chúng ta hành Bồ Tát Đạo mà nếu để cho gia để gì để gia tăng phẳng truyền với hình thái như vậy. Hình thái như vậy là hình thái nào? Tức là do nhân duyên này, nhân duyên trùng trùng làm sao biết, nhưng mỗi người chúng ta có một nhân duyên mình đang đối diện. Nghĩa là cái nhân duyên đó nó làm cho mình bực bội, nó làm cho mình tức tối, là thuộc nhân duyên kích thích cho tâm sân mình khởi lên. Không chỉ phát ra lời nói thô bạo rồi thôi, tức là lời nói chửi rủa, lời nói thô ác, lời nói miệt thị, lời nói châm chích, nguyền rủa, là lời nói thô bạo phải không? Ở đây nói rằng lời nói thô bạo phát ra từ tâm sân khác với một loại phương tiện sử dụng lời nói thô bạo. Hai điều này khác nha. Cho ví dụ như thế này, lúc bây giờ tôn giả, xin lỗi, không thể gọi tôn giả được mà gọi là ác giả Đề Bà Đạt Đa đứng trước hội chúng và nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn đã lớn tuổi mệt mỏi, xin ngài hãy nghỉ ngơi để hội chúng, để chúng đồ, để cho con đỡ tăng đoàn cho con lo liệu. Thì lúc bây giờ Thế Tôn nói một câu nguyên ở trong kinh mà chúng ta đọc nghe thấy nó chấn động. Ngài nói: Này Đờ Mờ Đặt Ra, trên cho đến ma phàm, dưới cho đến sa môn và la môn, không có bất cứ ai trong thế gian này đủ sức nhiếp phục đồ chúng của Như Lai. Câu nói đó là chúng ta phải chiêm nghiệm sâu xa nha. Không ai có thể đủ sức nhiếp phục đồ chúng của Như Lai. Hôm nay ngươi ăn đờm giải, ăn thứ gì mà ở giữa hội chúng nói những lời như vậy? Ngay cả Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên còn chưa đủ sức làm điều đó, huống chi là ngươi. Chúng ta nghe Thế Tôn nói khủng khiếp quá. Bây giờ tự nhiên Phật nói một câu, mình nói sao Phật nói đúng mà, Phật mắng mình, Phật nói xong. Có ai nói Phật nói xong không?
Tại sao mình không nói? Tại vì mình có niềm tin tuyệt đối vào Phật. Còn nếu như thầy Quận Châu nói câu y chang như vậy thì sao? Không tin. Và sẽ nói thầy Quận Châu nói vì tức giận. Cái đúng vậy không hả? Cho nên rõ ràng phải xét từ yếu tố của gì? Của tâm. Tâm nói những lời đó là tâm sân hay là tâm gì? Tâm giáo hóa. Thế Tông nói tới đó là để gì? Để ngừng tất cả cái tâm ác của Đức Bà Đạt Đa. Nhưng mà Đức Bà Đạt Đa không có ngừng được mà vượt qua khỏi luôn. Vượt qua khỏi. Đức Bà Đạt Đa suy nghĩ thế này. Ở trước mặt đại chúng, Thế Tôn khen ngợi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên và làm nhục ta. Cho nên ông khởi sân, khởi cái ganh tị với Đức Bà Đạt Đa, với hai tôn giả. Khi ông khởi lên như vậy thì ngũ thông của ông ấy rớt mất. Tại vì ông trước đó ông chứng ngũ thông, ông hóa hiện trong cung vua, ông mơ hoặc ai sẽ thế. Khởi xong như vậy á, mất liền. Rồi. Thành ra ông không biết cách nào khác. Ông mới lạm dụng cái tình thương với tôn giả A Nan để ông tiếp cận được cái con đường Đức Phật đi khất thực về, để ông làm một cái bẫy đá. Và khi mà Đức Thế Tôn đi về thì ông kéo cho bãi đá nó đổ xuống cho hại Phật. Và sau đó là không hại được, cho nên ông sợ là ông lẩn tránh đi. Ông lẩn tránh đi và sau đó là ông bị đọa thánh địa ngục. Câu chuyện nó còn dài nữa. Nó còn dài nữa là tới khi mà tôn giả Mục Kiền Liên đi vào trong địa ngục để thăm ông. Thì ông nói một câu, trên thế gian ta oán hận nhất là ngươi. Bây giờ vào trong địa ngục, tại sao còn thấy mặt ngươi nữa? Ông mới nói một câu như vậy thì trên lưỡi của ông nó hiện ra vô số con trâu cày trên lưỡi. Đó là cái cảnh mà ác nhân ác quả nó sinh ra. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn nói rằng lời nói nghiêm từ của người cha dạy dỗ nghiêm khắc con của mình trong trạng thái không có sân, mà trong trạng thái là giáo huấn nghiêm khắc, đó không phải là thô ác ngữ. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta nói chuyện với người bạn mình, chúng ta dùng những cái chữ. Và đây thầy thưa các vị cứ để ý, thầy cũng vậy, thầy học theo giáo pháp rồi này. Thầy nói chuyện với bất cứ ai, lần số một, không bao giờ nói một cái lời nào khó nghe. Và nó sẽ bắt đầu từ con số không. Đó là sự phân tích bằng trí tuệ, bằng khoa học, bằng giáo nghĩa, bằng lý tưởng cao thượng. Nhưng lần thứ hai thì bắt đầu ngôn ngữ nó có vẻ là ghê gắt hơn và thái độ sẽ nghiêm túc hơn. Lần thứ ba có xu hướng là không muốn nói nữa, nhưng có nói là sẽ nói bằng một cái trạng thái là trừng phạt. Và tới lần thứ tư thì bắt đầu nó có cái ngôn ngữ là gì? Ngôn ngữ là nổ nạt. Tất cả những điều này không phải là cái sự tức giận. Nhưng nếu như các vị không có chứng kiến tiến trình thì các vị sẽ thấy nó như có sự tức giận. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta đừng có vội vàng mà nhận định. Rồi, tới qua nhiều lần nữa, tới một cái lần cao tột nhất, đó là gì? Không nói nữa. Không nói nữa là người đó đã chết. Không bao giờ nói, không bao giờ dạy. Cái việc gì cũng ok. Ok. Là xong rồi đó. Hành Bồ Tát đạo nó nhiều phương tiện như vậy quý vị. Nhiều phương tiện như vậy. Nhưng mình biết có những học trò nó đang chết, mình cũng chấp nhận nó chết. Tại vì mình không đủ khả năng làm hơn nữa. Mình chấp nhận cái khả năng yếu kém của mình. Một khi mình nói lời nộ nạt người khác, rõ ràng mình bị bất lực trong phương thức giáo dục. Các vị thừa nhận không? Chúng ta nếu như có trí khôn ngoan hơn, tuyệt vời hơn, nhưng thưa vị, nỗi nạt đó ngay cái Đức Thế Tôn cũng phải dùng như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái cõi này chúng sanh phàm phu nó như vậy. Cái cõi này nó như vậy, cho nên có những loại tâm nhu nhuyễn dùng những ngôn ngữ nhu nhuyễn, những loại tâm thô thiển phải dùng những cái ngôn ngữ thô thiển. Cũng có những loại tâm là vừa nhu nhuyễn vừa thô thiển.
Cũng giống như người điều ngựa vậy đó. Có những con ngựa chuyên là roi vọt, có những con ngựa là vuốt ve nói năng, có những con ngựa là vừa đánh mà vừa nói. À, đó là đáng điều ngữ mà làm sao sử dụng cho nó phù hợp. Đây là một điều rất khó chứ không đơn giản, rất khó. Nhưng phải cẩn thận tâm của mình, thường lời nói thô ác hiện ra là nó bộc phát từ tâm sân. Thì trường hợp này là chúng ta phải canh chừng. Còn chúng ta dùng cái ý là nói những cái lời năng lên thì nó không phải, tại vì tâm nó có sáng trong đó và mình cố tình dùng cái phương thức đó. Khi chúng ta muốn nói một cái lời nặng của người khác mà chúng ta có nhiều từ tâm ở trong tâm mình, nó sẽ mệt. Các vị sẽ có cảm nhận đó, nó sẽ mệt. Những trường hợp này thầy có sự chứng nghiệm rõ ràng. Khi muốn góp ý ai một cái gì đó mà những gì mình không muốn góp ý, bởi vì đó là những cái kiến thức sống hết sức là sơ đẳng, rất là tầm thường, nó nhỏ nhoi quá, và mình nói ra thì sẽ làm tổn thương người nghe. Và đặc biệt là có nhiều vị không muốn là vị thầy mình nương tựa tu tập biết mình có những cái thói hư tật xấu đó, cho nên đôi khi mình phải giả lơ đi. Như vậy thì thưa quý vị, khi chúng ta sử dụng cái trạng thái như vậy nhưng chúng ta không có cách nào khác, cân nhắc đi lại nhiều lần, lúc đó buộc phải sử dụng một lời khiển trách. Bắt đầu ở trong tâm nó mệt, tại vì nó phải vận dụng năng lực thô thiển của con người. Con người chúng ta nó có cái năng lượng thô và năng lượng tế. Cái năng lượng tế mình sử dụng nhiều, con người mình rất là thích, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, và cơ thể mình diễn đạt thao 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 thao, nó vui lắm. Còn khi mà một khi đã dùng cái năng lượng tế, cái năng lượng thô rồi ấy, tự nhiên của nó nặng, nó mệt làm sao, nó không muốn nói. À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở trong trạng thái như vậy chúng ta tập được thì chúng ta cho dầu đang thô nhưng nó vẫn là tế, là tâm tế đấy. Nhưng còn nếu như nó bộc phát, nó bộc cháy bình thường, cứ hở chút nó bộc cháy thì trường hợp này là thô đấy, lửa cháy của sân là thô đó. Và với hình thái như vậy, nhân duyên như vậy, không chỉ phát ra lời nói thô bạo nhưng vì bị khống chế, bị phẫn nộ nên dùng đến tay chân, đất đá, dao gậy đánh đập, gây thương tích, gây tổn hại cho hữu tình. Cách đây mấy ngày thầy vô tình đọc được một cái đoạn báo chí ở Việt Nam. Có một anh chàng ở tại Thái Bình, 19 tuổi, đến nhà người vợ sắp cưới ra mắt cha vợ và cậu vợ. Rồi chẳng hiểu câu chuyện ra mắt của họ như thế nào mà anh chàng thanh niên này nổi khí xung thiên, giác dao chém cha vợ tương lai. Rồi người cậu thấy thế xông xáo vào ngăn cản, bị chém trọng thương, và cả hai đưa đến bệnh viện. Bệnh viện phải đưa đến bệnh viện tốt hơn mới giải quyết, mới cứu chữa được. Thầy lúc đó ngồi nghĩ trong bụng cứ nó bé cười. Trời đất quý thần ơi, tự nhiên coi như mình sinh con ra cái ngày mà đi đi ra mắt rỡ người ta mà quấn quấn cha vợ người ta vô bệnh viện là sao? Với chúng ta thực hiện như vậy mà nó vẫn xảy ra được, chúng ta không thể nào tưởng tượng được, phải không? Có một chàng rể tương lai nào mà hôm nay mình đến nhà vợ tương lai của mình để mình ra mắt bố mẹ vợ, cậu vợ, mà mình chém người ta trọng thương. Rõ ràng không có cái chuyện như vậy nó xảy ra, mà nếu có thì nó có thể nói một câu thôi, đó là sự suy thoái đạo đức đến hồi báo động. Tất cả những nhà đạo đức phải nhìn thấy hiện tượng đó mà kinh hãi. Nó không phải là chuyện bình thường, nó có thể bộc phát được là chứng tỏ cả một màu sắc gia giáo, lễ nghi, phép tắc nó bị băng hoại tới mức nào đó thì nó mới xuất hiện được những cái sự cảnh báo như vậy, đúng không ạ? À? Chúng ta nhìn như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là sân lên, mà sân lên là không những nói không mà còn dùng hành động nữa gây tổn hại. Rồi ở trong lòng ôm cái ý hận, ý hướng mãnh liệt, phẫn hận mãnh liệt, cho dù khi người ta lỡ, người ta xúc phạm mình, người ta có đến, người ta xin lỗi mình cũng không có tha.
Đó. Thậm chí mình còn làm sao cho người ta bị đầy đọa, bị khổ đau, bị đầy nghiến trong đó, hoặc là phải chịu những cái hình hình phạt như thế nào đó mình mới nguôi giận. À, như vậy không gì, không chấp nhận, không khoan dung, không buông bỏ oán kết. Như vậy rõ ràng cái người này là bị cái cơn giận nó quấn chặt cái tâm. Phải không ạ? Đây là gì? Tha thánh xứ. Thấy chưa hả? Trường hợp đó nó được xếp vào cái loại là tha thánh xứ. Như vậy người này á là gì? Bị chết ở trong pháp, bị chết trong giáo pháp, bị chết ở trong cái giới Bồ Tát. Rõ chưa? Chúng ta dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Nguyện đêm công hướng về khắp tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.